Này nhà bác Túc hôm nay bác có ở nhà ai đây? Mà nhà bác Túc đã xích đàn chó hay chưa? Chưa gì? Từ từ em xích ngay đây mời bác vô chơi. Hôm qua mày cắn người thân, hôm kia mày cắn họ hàng, vừa rồi mày cắn luôn cả tao. Vậy là mày đã cắn cả nhà tao. Mua đi mày. Ô kìa bác sự vào đây làm bà hia ly. Thôi nào ông ơi, có chuyện quan trọng giờ tôi phải báo ông. Chuyện gì mà xung nhà ông đâu? Cái thằng lêu lồng đó. Thôi bác nhắc làm gì, ham chơi chẳng thiết học hành. Em đang nhức đầu vì thằng còn đây. Đã có quyết định giờ phải đi ngay, cho đi nghĩa vụ về là quan ngay. Này nhớ nha, sau giờ 30 ngày mai tập trung ở ủy ban nhân dân xã Làng Nhô. Giờ thì tôi đi đây, các phương tiện dẹp ra để xe của trường thôn đi qua. Con ơi, con nhập ngũ đi con. Thôi con ơi, con nhập ngũ đi con. 2 năm thôi con ơi, chẳng có sao đâu. Hãy nối tiếp sự nghiệp của bố đi con. Con không đi là quyết không đi. Con đang yêu em tươi đỉnh cưới năm nay. Đây là lệnh của nhà nước con ơi. Không nghe cha lần này thì mày chết con ơi. Bây giờ thế nào em tính đi? Hay là bây giờ anh cho em có thai liền? Năm nay ta sinh con chắc chẳng cần đi nữa đâu. Mà về ở tương lai bố mẹ em sẽ dưỡng em. Anh ấy chỉ nhận nụ hôn phương em sắt son. Lỡ em yêu thằng khác làm sao anh sống được? Ai mà biết thời gian rồi sẽ ra sao? 2 năm thôi mà anh vẫn tin em mãi chờ. Anh yêu em tin em, anh nhập ngũ em ơi. Em yêu anh mong anh sẽ chờ hết 2 năm. Ra riêng xong ruộng vườn thì nhớ thăm anh. Cho anh hôn vào mồm nàng trước khi đi. Anh yêu em tin em, anh nhập ngũ em ơi. Em yêu anh mong anh sẽ chờ hết 2 năm. Ra riêng xong ruộng vườn thì nhớ thăm anh. Cho anh hôn vào mồm nàng trước khi đi. Hồ lò chú ấm có chút quà để gửi con. Bố rất tự hào, xin cảm ơn bác trưởng thôn. Thôi mày cố ăn đi con, cố ăn cho ngon. Thôi mày nín ngay đi con, nín ngay đi con. Để anh nói cho thằng em nghe điều quan trọng nhất là ở thần thái. Đi bộ đội muốn được thoải mái thì khuôn dung chợt hết phải đẹp trai. Ông trưởng thôn ông cũng đã nói rằng em đóng quân tận cao nguyên đá. Em nghe nói trên đó lạnh giá mấy ngày qua thôi em thấy sợ quá. Sương gió đời trai như thế là bình thường. Khi tổ quốc gọi chủ hãy cứ lên đường. Bước đôi chân sạch ba lô yên tâm mà lên đường. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt họ hàng. Mày mà em gâu vào con mua anh sẽ phấn đấu. Em đừng có khóc, có sao đâu mà em phải khóc. Bao nhiêu người cũng sống anh thôi nên xin em đừng có ngất em ơi. Em làm sao anh lo cả đời nên xin em chờ anh về em ơi. Nhanh lên. Nhanh lên bác dân lên ủy ban nào. Châm lôi cho mẹ nhá. Anh đi nhá. Chưa bao giờ anh sợ mất mẹ như lúc này. Mà anh nghĩ đi nghĩ lại mấy năm mình yêu nhau, anh vẫn chưa được cái gì. Tươi, nhanh lên cho nó còn đi. Đi đi con. Đi đi. Anh cứ yên tâm nhập ngũ nhá. Em chờ anh về. Anh biết là em chờ anh về. Nhưng mà ở nhà tránh xa mấy thằng bạn thân của anh đã nhá. Bác sư ơi đi thôi. Lên đường. Đi nhá. Hết nghĩa vụ quay về đi tìm hình bóng năm xưa em.
trai thằng ham 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 tài. Cô này đã hứa với tao hai năm về nó chơi.